không được hay gia vị, nữ chủ quán bị khách nam tác động vào mặt kèm lời thách thức. Theo đó, sự việc được xác nhận xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 5 tại quán mì Quảng BS, khu phố Vinh Thanh, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lúc này, ông Đặng Bá Dũng, 44 tuổi, đến ăn. Khi bà Hà bưng tô mì cùng đĩa rau đến, ông Dũng hỏi khai gia vị đâu. Bà này chỉ tay về bàn gần đó rồi quay ra bán hàng tiếp, thì ông Dũng lớn tiếng chửi. Camera an ninh trong quán ghi nhận khi bà Hà phân bua, ông Dũng đập đũa xuống bàn, đứng dậy lớn tiếng. Ông này tiến lại quay chửi, đánh túi bụi, cầm tô đập liên tiếp vào đầu, đá vào mặt bà Hà. Chỉ khi được người xung quanh ra khuyên ngăn, Dũng mới chịu dừng lại và bỏ đi. Ngay sau đó, chị Hờ được đưa đi điều trị tại bệnh viện Bà Rịa. Sau sự việc, chị Hờ bị bầm, sưng mắt trái, sưng và đau ở vùng đầu phía sau, đau ở vùng lưng, sau gáy. Ngày 13 tháng 5, ông Dũng bị công an huyện Châu Đức triệu tập, thừa nhận hành vi sai, cho biết sau khi uống rượu bia đã không kiềm chế được bản thân. Cơ quan điều tra đang giám định thương tích của bà Hà để đưa ra hướng xử lý. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.